Rồi chúng ta cùng xem xét nào. Đây. Đâu bây giờ anh Vinh khoanh lại mấy chữ sai đi. Huy là cũng Huy nữa nữa đó. Huy này tới tới Huy gì vậy? Thôi kệ cho nha. Ok. Kệ đúng. Miên. Sai. Sai. Đánh nè. Sai. Rồi ngã đúng chưa? Đúng. Rồi kính. Đúng rồi. Cõng. Đúng. Cuối. Sai. Cuối chứ, cuối đầu chứ đúng không? Cuối đầu. Đúng rồi. Chào. Cuối. Sai. Gì vậy? Cuối là đúng rồi mà. Ừ, cuối. Đây là cuối cùng rồi. Đây là cuối cùng luôn. Cuối mà. Yến. Cuối đầu á, cuối đầu Huy biết đâu. Nè chữ chi mà đúng rồi mà. Đây mà con chú con. Chữ mông. Ừ, chữ mông. Mòn manh. Chữ mông. Mòn manh. Yến mòn manh. Rồi, đây, quay qua lại, từ từ. Anh 2, 4, 6, 8, 10, 12 chữ. Sai 4 chữ. Cũng được. Cũng được. 1 phần 4. Có đó 1 phần 3 chứ. Chữ mong nè, chữ mong kia, chữ mong ra đâu cho Huy đi. Chữ mong. Mong manh của người ta mà Huy ghi mon manh hả? Rồi. Ôi nãy em ghi chữ này đúng rồi, sao nãy em ghi cái sai? Đâu nãy em ghi chữ nông. Em ghi chữ nông, em ghi chữ nợ. Chứ em đâu ghi chữ mờ. Rồi hai vợ chồng đang dạy chữ cho con. Chị cái gì đàng hoàng nha. Chữ này cái gì? Rồi chữ cuối gì nha? Cuối. Sao? Cuối đầu. Chị đang làm gì? Chị đang nhắn tin. Cuối. Chữ nghiêng đi sao? Nghiêng nè, nghiêng là từ. Nghiêng là từ dài. Nghiêng nó nghiêng là dài nhất từ nghề chữ. Rồi, đó, ok chưa? Trời, trời, rồi, chỉ lại, chỉ lại. Bây giờ quay quyết phục thù. Bây giờ từ khác đi, giờ bé nói đi. Bé nói đi. Bé xóa đâu mà. Rồi, bé nói đi bé. Huy à, nó hay bị chữ sờ sờ rồi, thấy không? Rồi, đi đây. Rồi, ok. Đọc lại, đọc lại. Anh tiếng đọc đi. To to một xíu, chị dạy nhỏ quá, to một xíu. Huy sung sức. Huy Huy cho đẹp đó. Huy sung sức. Sung sức hả? Ừ, sung sức. Rung hay là sung đấy? Sơ đó. À, sơ hả? Sao nữa? Rồi. Huy sung sức. Chữ chờ, hai chữ chờ. Huy sung
sẵn sàng. Dịch mẹ quá. Rực rỡ. Sẵn sàng. Sẵn sàng làm video xuất sắc. Làm video lãng mạn. Làm video xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc. Thôi. Kiểm tra đi. Kiểm tra đi. Sung sức. Cái này sung ép. Đúng hả? Sung. Sung gì đúng rồi? Ừ, sung sức. Sẵn là sai. Nhưng mà sao hai chữ sờ này khác nhau vậy? Ừ, sao hai chữ sờ khác nhau? Ừ, coi cái này chấm tiếp đi. Sẵn sàng, người ta sẵn sắc sẵn hả? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sao là kém mà mới như vậy, tôi thích vậy đó. Sẵn sàng này. Sàng của người ta này. Sẵn sàng. Nói chung là cũng có cố gắng rồi. Có cố gắng nhưng mà quên nó chưa được nha. Làm thì đúng rồi, làm đúng rồi. Video, video này em ghi video gì vậy hả? Video. Hả? Gọi cô ghi video. Video này mà video này luôn nè. Video này bị bởi video đó. Thì đặt ra video gì đúng rồi. Đúng rồi. Thế gọi là video thì Huy viết thêm chữ đi vô nữa. À vui thôi nhưng mà Huy biết được mấy chữ này. Giỏi. Cái này là cũng có cố gắng nhưng mà. Giỏi. Được, tốt nghiệp. Thank you.
Thì tí hoa được rồi. Five, six,
Xếp. Xếp vành. Xếp thành ít đây. Xếp. Ừ, xếp vành. Xe. Xếp vành. Xếp vành. Xếp vành này. Vâng. Ai. 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 Này. Này. Ai đâu? Ai đó, ai đó, ai đó. Này đó à? Để chị kia nè. Thiếu ai rồi. Nè, ai của nó nè. Thành này rồi. Thấy chưa? Eleven. Không, được rồi, 10 rồi rồi. 10 được rồi. Để kêu giờ mình đi xuống học bây giờ. Bây giờ anh thầy giáo Huy hôm nay sẽ chỉ tiếng Anh cho chúng ta. Yeah, yeah, yeah. Anh đọc đúng không? Anh đọc đúng không? Ăn chu chi pho phai chê bầu nay. Tiếng Anh, tiếng Việt Nam gì giỏi quá rồi. Giỏi quá. Người nước ngoài á, người hiểu nha. Không, giờ thì em hiểu mà.